Sáng ngày 11 tháng 2, gần 2.700 ca COVID-19 nặng đang điều trị, F0 tăng, để mạnh bảo vệ nhóm có nguy cơ cao. Bộ Y tế cho biết đến nay cả nước đã có hơn 2,2 triệu bệnh nhân COVID-19 khỏi, trong số các ca đang điều trị có gần 2.700 F0 nặng. Trước tình hình COVID-19 gia tăng, các địa phương đẩy mạnh quản lý, bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.430.683 ca mắc COVID-19 đứng thứ 34 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân. Việt Nam đứng thứ 145 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người, có 24.616 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.423.553 ca, trong đó có 2.203.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 515.109, Bình Dương 293.068, Hà Nội 159.735, Đồng Nai 100.002, Tây Ninh 88.659. Tổng số ca được điều trị khỏi 2.206.594 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.699 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 1.871 ca thở oxy dòng cao HFNC 335k, ca, thở máy không xâm lấn 115k, thở máy xâm lấn 361k, ECMO 17k. Số bệnh nhân tử vong, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 89k. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.688 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129 trên 225 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Tình hình xét nghiệm, số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 32.497.402 17 mẫu, tương đương 77 triệu 518.004 lượt người, tăng 65.378 mẫu so với ngày trước đó. Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 184.129.785 liều. Trong đó tiêm mũi 1 là 79.162.150 liều. Tiêm mũi 2 là 74.486.438 liều. Tiêm mũi 3 tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là 30.481.197 liều. Thành phố Hồ Chí Minh, giải thể nhiều bệnh viện giả chiến và trung tâm hồi sức COVID-19. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở Y tế đã có văn bản trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham mưu chuyển đổi công năng, duy trì hoạt động bệnh viện giả chiến, cơ sở thu dung điều trị và trung tâm hồi sức COVID-19. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp duy trì các bệnh viện giả chiến cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tại các quận, huyện, cơ sở thu dung điều trị tại khu chế xuất, khu công nghiệp. Bên cạnh đó, sắp xếp lại bệnh viện đã chuyển đổi công năng, tách đôi điều trị COVID-19 như bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Trưng Vương. An Bình phục hồi lại công năng hoặc thành lập khoa điều trị COVID-19. Song song đó, ngành y tế cũng trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngưng hoạt động trung tâm hồi sức COVID-19 và tạm ngưng hoạt động của các bệnh viện giả chiến số 6, số 8 và số 12. Lý giải về việc tạm ngưng trung tâm hồi sức COVID-19, đại diện Sở Y tế Thành hcm Hồ Chí Minh cho rằng, hiện nay số bệnh nhân nằm điều trị tại đây rất ít nên cơ sở này đã hoàn thành sứ mệnh của mình và sẽ được trả lại cho bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 để tiếp tục đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân có liên quan đến bệnh lý về ung thư. Khi bệnh viện được phép giải thể, các trường hợp đang chữa bệnh tại đây sẽ được chuyển về bệnh viện giả chiến 3 tầng tiếp tục điều trị. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết thêm, thành phố sẽ duy trì bệnh viện giả chiến 3 tầng gồm bệnh viện giả chiến số 13 14 và 16, trong đó, các trung tâm hồi sức COVID-19 tại Bệnh viện giải Chiến số 14 và 16 vẫn đảm bảo 600 giường hồi sức. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Bệnh viện chờ Rẫy sẵn sàng mỗi bệnh viện 200 giường hồi sức. Ngành y tế đảm bảo luôn sẵn sàng 1.000 giường hồi sức và những bệnh viện giải thể sẵn sàng kích hoạt lại trong vòng 24 giờ khi số ca bệnh tăng lên. Ca COVID-19 tăng, các địa phương tăng cường quản lý nhóm người có nguy cơ cao. Về chiến dịch bảo vệ đối tượng có nguy cơ cao, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đẩy mạnh công tác bảo vệ người có nguy cơ cao cho đối tượng từ 65 tuổi trở lên và người có bệnh nền. Sau Tết, ngành y tế tiếp tục chiến dịch này và mở rộng ra đối tượng từ 50 tuổi trở lên. Theo đó, các đơn vị đang lập danh sách các đối tượng này. Sở Y tế thành phố cũng cho biết, trong dịp Tết các quận, huyện đã vận động, thuyết phục được gần 100 người thuộc nhóm nguy cơ trên 50 tuổi. Trước kia vì nhiều lý do đã trì hoãn việc tiêm vaccine hoặc chưa được tiêm vaccine tiêm vaccine trong đợt này. Tỉnh Lào Cai yêu cầu sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý, bảo vệ tối đa các đối tượng nguy cơ cao, người già, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai, đảm bảo được tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều, tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất ngay tại địa phương, xã, phường, thị trấn, tổ chức tiêm lưu động tại nhà cho người đi lại khó khăn. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang diễn biến phức tạp, số ca mắc hàng ngày tiếp tục tăng mạnh sau dịp Tết Nguyên Đán. Tính đến, đến ngày 10 tháng 2 Lào Cai đã có 9 bệnh nhân tử vong, đều là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền. Đặc biệt là đang có sự gia tăng trường hợp chuyển nặng, tử vong và các trường hợp trên đều chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vaccine phòng COVID-19. Theo báo cáo của Sở Y tế Lào Cai, tính đến hết ngày mùng 8 tháng 2, địa phương còn 4.334 người chưa tiêm vaccine. 16.352 người chưa tiêm mũi 2 và 513.965 người chưa tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại. Theo trang thống kê Womester.info, Tính đến 6 giờ ngày 11 tháng 2 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 405.932.653 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.805.212 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 2.282.747 và 9.594 ca tử vong mới. Số bệnh nhân bình phục đã đạt 325.645.695 người.

Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 78.911.028 người, trong đó có 937.459 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới với tổng cộng 42.534.048 ca nhiễm, 507.208 ca tử vong. Brazil xếp thứ ba với 27.119.500 ca bệnh và 636.017 ca tử vong. Thái Bình các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé